Đôi lúc thì những người nổi tiếng rất là tự cao tự đại. Vain có nghĩa là tự cao tự đại. Họ chỉ quan tâm đến bản thân họ thôi. Care about là quan tâm đến. Nhưng cái ông những cái cô Josephine Baker lại là một ngoại lệ. Ngoại lệ là exception. Vào những năm 1930 và 1940 thì Baker là một trong số những người phụ nữ nổi tiếng nhất ở nước Pháp. Cô đóng một cái vai trò rất là lớn ở trong cái thể loại nhạc jazz cũng như là văn hóa. Về văn hóa và cô có một cái lượng fan, một cái nhóm fan rất là đa dạng. Genre có nghĩa là loại. Jazz là nhạc jazz, culture là văn hóa, diverse là đa dạng, fan có nghĩa là fan hay còn gọi là người hâm mộ. Người dân Pháp thì đặc biệt thích cô, yêu thích cô. French là người Pháp, especially là đặc biệt. Và cô cũng rất yêu nước Pháp. Vì vậy mà khi mà Thế chiến thứ hai nổ ra, World War II, Chiến tranh thế giới thứ hai. Start là nổ ra có nghĩa là bắt đầu. Thì cô đã muốn giúp đỡ cái đất nước mà đã cho mình rất nhiều thứ. Nation là đất nước, quốc gia. Vào năm 1940, những binh lính người Đức được trang bị vũ khí đã xâm nhập vào Paris. Chúng ta có từ armed, tức là được trang bị vũ khí. Troop là binh lính. Enter là đi vào, tiến tới. Và khi chuyện này xảy ra thì một số người Pháp đã thành lập nên một cái liên minh bí mật. Thành lập là form, liên minh là alliance. Nó được gọi là người Pháp kháng chiến. Hoặc chúng ta có thể gọi là đội kháng chiến người Pháp. The Resistance có nghĩa là kháng chiến. Cái nhóm này hoạt động là để nhằm bảo vệ nước Pháp, bảo vệ defense. Nó giúp cho quân đội của Mỹ và quân đội châu Âu chiến đấu chống lại người Đức. Quân đội là Army, European là người châu Âu, American là người Mỹ, fight là chiến đấu. Baker là một cái thành viên quan trọng của cái tổ chức kháng chiến này, member là thành viên. Cô có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là cô sẽ phải mang những cái thông tin, những cái thông điệp chuyển chuyển nó tới những cái thành viên khác hoặc là chuyển từ thành viên này tới những người khác. Carry có nghĩa là mang, là chuyển. Message là thông tin, tin nhắn. Và những cái thông điệp đó thì được viết dưới dạng mật mã ở trong những cái bản nhạc của cô. Code có nghĩa là mật mã. Sheets of music có nghĩa là bản nhạc. Nhiệm vụ thứ hai của cô là cung cấp những cái nơi trú ẩn và những cái hàng hóa cho cái các cái thành viên của đội kháng chiến. Cả hai từ provide và supply đều là cung cấp. Shelter là chỗ trú ẩn, nơi ở. Goods là hàng hóa. Sẽ là rất rất nguy hiểm nếu như quân đội Đức tìm thấy họ. Và nhiệm vụ thứ ba của Baker chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. Baker phải tổ chức những cái buổi hòa nhạc cho những các cái chính trị gia và các cái thành viên trong quân đội của châu Âu. Hold là tổ chức, concert là buổi hòa nhạc, politician là chính trị gia, army member tức là những cái thành viên trong quân đội. Cô dụ dỗ họ vào và hứa hẹn là sẽ tổ chức một cái chương trình giải trí. Lure them in có nghĩa là dụ dỗ họ vào. Promise là hứa hẹn. Entertaining là giải trí.
Và cô làm cho họ say mê với cái giọng hát và những điệu nhảy của cô. Cô cũng nhận được rất nhiều tràng pháo tay. Enchant có nghĩa là làm say mê. Applause có nghĩa là sự tán thưởng, tiếng vỗ tay. Nhưng Baker thì luôn luôn được trang bị sẵn một cái quyển sổ nhỏ tại những cái buổi hòa nhạc này. Equip có nghĩa là trang bị. Cô lắng nghe tất cả những chi tiết về cuộc chiến và ghi chép lại chúng. Details tức là những chi tiết. Và Baker đã sắp xếp phân loại những cái chi tiết đó. Và cô đã gửi những cái báo cáo có căn cứ cho cái đội kháng chiến đó. Sort là phân loại, sắp xếp. Authoritative report có nghĩa là những cái báo cáo có căn cứ. Trong đó từ authoritative có nghĩa là có căn cứ. Report là báo cáo. Một số người nghĩ rằng là cái danh tiếng của Baker sẽ là một trở ngại. Trở ngại là obstacle. Fame là danh tiếng. Và những người Đức biết cô là ai, nhưng chúng lại không nghĩ rằng cô đủ thông minh để làm việc cho đội kháng chiến. Chính vì vậy mà cô đã lấy được những cái thông tin từ những người Đức một cách rất dễ dàng. Information là thông tin. Điều này đã giúp cho cái đội quân kháng chiến này cũng như là quân đội Pháp đã cứu được nhiều mạng sống và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Baker có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cái công việc của cái đội quân kháng chiến này. Sự ảnh hưởng, impact. Cô đã nhận được rất nhiều những giải thưởng vì cái sự cống hiến này. Award là giải thưởng. Và khi cô mất thì quân đội đã tổ chức một cái lễ kỷ niệm đặc biệt để cảm ơn cô về cái sự can đảm của cô. Ceremony là lễ kỷ niệm. Bravery là sự can đảm.